Đây là chiếc thứ 89 trên 235 chiếc được sản xuất. Có nghĩa là toàn trên toàn thế giới nó chỉ có 235 chiếc. Khi mà mình chạy con xe này xong á, mình qua mình chạy con R3, mình cảm thấy R3 giống như xe Trung Quốc vậy. Chào mọi người nha. Hôm nay mình quay hai con xe mà ngày mai là chủ nhật, mình sẽ mang lên Đại Nam chạy. Ai anh em nào rảnh thì lên chơi chung hen. Thì con này con R3. Con này là con đặc biệt hơn. Con này ở Việt Nam chắc có một chiếc này à. Con này là RS, RS250 thì rất là nhiều nha. Nhưng mà con của mình là phiên bản trường đua. Chính thống là trường đua nha. Đó chứ không phải là cái con RS bản thương mại. Thì nó khác những gì? Nó khác rất nhiều thứ. Nó khác từ ở bên trong trái tim của nó đã khác à. Dàn điện nó khác nè. Trang bị phuộc khác nè. Ví dụ như mình nói anh em trang bị phuộc. Cái con bản thương mại á thì cái phuộc nó khác. Còn cái con bản mà trường đua á, bản ray á, thì nè, nút nó chỉnh được rebow rồi chỉnh hành trình phuộc nè, chỉnh được hết nha. Đó, nó rất là hay. Cái thứ hai nữa là dàn áo này à, dàn áo carbon. Nó chính xác hơn là carbon gì em? Cái gì? Fiber hả? Carbon fiber gì đó. Đó. Nó rất là mỏng và chắc ha. Mà nó rất là nhẹ. Đó, nguyên dàn áo này chắc không đựng ký. Đó. Rồi phuộc sâu cũng tăng chỉnh được. Rồi mâm này là mâm trường, mâm racing. Đó. Heo Rambo. Con xe này á, nó tới 76 mã lực ha. Thật sự thì cái con xe này á, nó là dạng chưa phải là chuyên nghiệp lắm nữa. Nó gọi là cái dạng bán chuyên thôi. Nó còn một số thứ mà chưa phải gọi là chuyên nghiệp. Có thể là cái người chủ xe này chắc chắn là một người khá là giàu rồi. Tại vì con xe này không phải là bản thương mại. Khi nó sản xuất ra dành cho cái trường đua, có nghĩa là không thể nào đăng ký chạy ở ngoài, lưu thông ở bên ngoài được. Chỉ chạy được trong sân thôi ha. Đó. Thì con xe này á, anh em coi. Đây là cái bảng của nó. Đây là chiếc thứ 89 trên 235 chiếc được sản xuất. Có nghĩa là toàn trên toàn thế giới nó chỉ có 235 chiếc. Và con xe này là con xe chiếc thứ 89 ha, ở Việt Nam. Đó. Và theo mình biết là rồi, dân ở Việt Nam dân chơi rất là nhiều luôn. Nhưng mà đó là những chiếc xe RS thương mại. Còn chiếc này là chiếc bản trường đua. Xe mình mới có 4.283 cây, 4.283 km. Chắc chắn là cái ốc đầu chưa đụng tới rồi ha. Đó. Đây mình nổ máy cho anh em nghe tiếng của nó ha. Mình không biết nói sao chứ khi mà mình chạy con xe này xong á, mình qua mình chạy con R3 á, mình cảm thấy con R3 giống như xe Trung Quốc vậy. Cái này không phải là nói ấy nha. Mình xin phép tắt tại vì ồn xóm làng quá. Thì con xe này á, nó tầm khoảng đâu đó 100 kg, nó không hơn. Nghĩa là mình leo lên con xe kia trọng lượng con R3 là 160 mấy ký,
mà mình đã bỏ hết. Mình bỏ hết rất nhiều thứ, bỏ hết chắc tầm khoảng được 30 kg hơn đó, nhưng mà nó vẫn nặng hơn con này nhiều lắm. Con này mình nghĩ nó tầm tạ đó. Thì cái tua của cái xe này nó hơi chậm, tại vì nó được mặc định là như vậy để mà anh em biết hay, thì nó hơi có một cái độ trễ, độ chờ. Thì con xe này nó được giữ ga bằng ga điện, nó giữ ở vòng tua khoảng 5.000, giữ là ở cái phải nói là gì ta, nó được giữ ở một cái vòng tua là 5.000. Xe này vẫn xài là bình xăng con phải FI nha mọi người, nhưng mà nó được giữ ở một cái tua 5.000 đó khi mà mình chạy nha. Và khi mà mình giờ mình có hả hết ga nó cũng có nằm 5.000 á, mình lên ga cái là đi liền chứ nó không có phải là bị chờ nữa đó. Nó hay do đó là mình nghĩ là chắc cái người, cái bản thân nó được làm ra để vậy, tại vì nó là chạy chắc mà, nó khác cái bản thương mại là lên ga là nó về, lên ga là nó về. Còn này nó phải đừ, nó có nghĩa là tua nó vẫn giữ ở 5.000 nhưng mà cái tiếng xe nó không bị đừ tăng nha đó. Bô nó vẫn ra từng tiếng giống như gan ti vậy, nhưng mà cái nó vẫn giữ vòng tua máy 5.000. Cái này là giống như, nói chung là mình không hiểu hết cái vấn đề, mình chỉ biết tả là vấn đề nằm như vậy thôi đó. Trên cái đồng hồ chính nó có cái đồng hồ để mình coi cái bảng lap, chạy một lap được bao nhiêu lâu rồi ha, đây nè đó, rồi bao nhiêu phút rồi đó, nằm hết trên này ha. Đó mình chỉnh lại thôi. Chứ đâu phải 4A đâu.